Nhận định bóng đá Ilhano với Valencia 1 giờ ngày 8 tháng 1 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 2020-2021. Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin, thống kê bên lề trước trận đấu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cặp đấu này rất chênh lệch khi chủ nhà Ilhano đang chơi ở giải hạng 3, còn đội khách Valencia thuộc hạng đấu cao nhất La Liga. Kể cả Lecce đang gặp khó khăn ở La Liga đứng ngay trên nhóm xuống hạng thì rõ ràng Valencia vẫn ho thủ. Đây mới là lần thứ 4 trong lịch sử Ilhano vượt qua vòng sơ loại để góp mặt ở đấu trường cúp nhà vua, và cũng là lần đầu tiên họ vượt qua được vòng 1. Trong khi đó lần gần nhất Valencia bị loại ngay vòng 2 Copa del Rey là mùa giải 2004-05. Đến nay bầy rơi đã có 8 lần vô địch giải đấu này, mà lần gần nhất là mùa giải 2018-19. Do đó chẳng mấy ngạc nhiên khi Valencia vẫn chấp tới 1-1/4. Mức tỷ lệ đủ để đặt niềm tin vào đội khách. Chẳng những thua xa về mọi mặt mà thời điểm này, phong độ của Ilhano còn gần như chạm đáy. Không thắng 8 trận đã qua tại giải hạng 3 Tây Ban Nha. Trước một lượt tiểu như vậy, Valencia đủ sức thắng cách biệt mà không cần sử dụng những cầu thủ tốt nhất.